Đây đào đá này các bác. Bây giờ kênh Tuân Hùng Cao đang đi chốt được mấy cành. Hôm qua anh lại bận họp chứ không có, hôm qua anh lại đi xuống đi tìm rồi. Đây cành này nở hoa, nó còn nụ này. Này vẫn chơi được Tết với lại sau Tết. Màu hoa đậm. Cành này mới chốt này này. Đấy, bà chủ đào đang buộc luôn này này. Đang buộc đào để tí gửi về thành phố này. Rêu đầy đủ này. Này gửi cho anh Ninh, chủ tịch câu lạc bộ hoa lan Thanh Hóa TOG. Cành này cắm lục bình cực đẹp luôn này. Cao khoảng 2m3, độ rộng nhất khoảng 1m rưỡi. Đang còn nguyên nụ, chưa nở bông hoa nào. Này đốt cho em, đốt gốc chưa? Cái này chưa anh, về tí tí đốt giúp anh tí nhá. Vâng. Vào thái đốt của anh các. Hôm nào về nghỉ Tết đây, có về không hay ăn đây? 29 anh ạ. Đây đảo đá Nhi Sơn, rêu mốc đầy đủ đẹp. Cành bé bé này nhưng mà giá trị đã. Hoa nở đúng Tết luôn. Cao khoảng 2m3. Cái đảo đá này đặc biệt là nó không buộc giống như đảo vườn đó. Cành rất chỉ là giòn. Nói chung cái này nhỏ gọn. Này về cắm lục bình đẹp. Đấy, còn phải đi kiếm mấy cành nữa kìa. Úi trời. Không sao đâu mà. Đây vào quay cái cành hoa đào đá. Cành kia vừa chơi thế được, vừa chơi hoa thoải mái. Cảnh đây mới đẹp này. Quay bật chế độ đèn sáng cho mọi người xem. Này đúng chất đào đá luôn. Cảnh này cao khoảng 2m3 thôi. Độ rộng khoảng 12m độ rộng. Nụ đang còn này. Hoa đẹp. Hoa to lắm nha các bác. Quay gần để hơi lóa, các bác không nhìn thấy được cái họng hoa đó. Cảnh rồi em vừa quay lúc nãy em họ đòi 2,5 triệu, nhưng mà chỗ anh em quen biết chuyện chơi đảo với nhau nên bớt được 500. Nãy là cảnh đấy em chốt 2 triệu cho anh bạn đi mua giúp bạn bè, là phải lấy được cái giá nó mềm mà cái cây phải đẹp, không có mang tiếng đi giúp không đẹp là không được. Đào đá Nhi Sơn này. Xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đấy các bác. Bác nào thích chơi đào và giữ mối với em sẽ kết nối cho các bác đào rẻ đẹp. Một cái cành như này số kia nó phải tầm 3-4-5 triệu. Vô giá lắm. Giá mênh mông. Xem cái bông hoa. À, rất to này. Rồi, xin chào tạm biệt nha. Các bác ủng hộ kênh Tuân Hùng Cao này.
thân mập, tay gần giống kiểu đào thất thốn luôn. Đấy, cảnh này đang buộc luôn. Chiều nếu mà gửi được thì báo anh nhé, và anh Dũng điện cho anh, để anh điện cho anh bạn anh ấy chủ động đón. Gửi chiều nay luôn càng tốt. Tí đốt giúp anh nhé, bảo Thái nhé. Anh cảm ơn. Đấy, xin chào tạm biệt mọi người. Đấy, cô chủ bán đào. Năm nay chuyển được mấy xe rồi em? À. Đấy nhá, xin mọi người tiếp tục quan tâm theo dõi, đăng ký, bấm theo dõi kênh Tuân Vùng Cao của em nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em. Tuân Mường Lát, Thanh Hóa. Điện thoại của em là 0977662417 nhé. Số này là có Zalo luôn. Còn Facebook của em là Facebook Hà Mạnh Tuân nhé. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.